Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em lại tiếp tục ra một video mới. Và hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một mẫu máy cày đang thông dụng ở quê em nha mọi người. Đó là máy cày Trang Long. Đấy, như mọi người đang thấy đây là một mẫu máy cày rất thông dụng ở vùng quê bọn em nha mọi người. Máy cày này ấy, thì có ưu điểm lớn nhất là cày được sâu và đi được những cái ruộng cụt nha mọi người. Và cái lưỡi cày đấy thì có thể là mình điều chỉnh được nha mọi người. Nông sâu là do mình nhá. Nếu mà mình cày ruộng cụt ấy thì mình cho ăn nông thôi. Đấy, và cày ruộng như kiểu mọi người đang thấy đây là em đang cày cái ruộng này là ruộng cạn nên là mình có thể cày được sâu. Thì sau này ấy, khi mình bừa được cấy thì sẽ dễ hơn và đất nó sẽ tơi hơn. Cái máy cày này điều khiển dễ nhỉ? Trình nhỉ? Ở máy cày này điều khiển dễ nhỉ? Nó bé cày cái ruộng này là vừa, nó không thụt rồi. Bây giờ máy cày này ở quê là cũng rất thịnh hành nha máy mọi người nha. Máy này là máy 6 Trang Long của Trung Quốc nha mọi người nha. Máy tàu rất phù hợp cho nông dân ở những vùng quê mọi người ạ. Và những cái tấm ruộng nhỏ. Đấy. Mình cày được thế này thì là sau mình bừa nó sẽ đất nó sẽ tơi hơn. Mình bắt nước vào ngâm nữa là nó sẽ mềm đất. Máy cày ở như thế này ở đây là rất thông dụng nha mọi người. Nói chung là hầu như là nhà nào gần như là đến 70% là nhà nào cũng có một cái máy cày như thế này nha mọi người. Thì ở quê đây thì nhiều khi là máy cày cỡ lớn thì cũng có rồi nhưng mà máy này vẫn thịnh hành đi được những cái ruộng nhỏ. Và rất tiện lợi luôn. Rất là nhẹ nhàng. Cày máy cày này ấy, thì tuy rằng nó là mất thời gian một tí nhưng mà được cái là cày nó được sâu hơn là cái máy băm kia nha. Thì đất nó sau này cấy thì nó sẽ tơi hơn, cấy nó dễ hơn mọi người ạ. Thì em cũng không biết là ở mọi nơi như thế nào nhưng mà ở quê em là đa số là thường dùng máy cày này mọi người. Máy cày này là cũng đi được cả ruộng cụt nha mọi người. Người ta lắp bánh lồng vào là người ta cày thôi chứ không phải lắp máy cày này nữa, lắp bánh cày này ấy. Thì nói chung là cái mẫu máy cày này ấy, thì ai cũng có thể cày được nha mọi người, kể cả đàn bà cũng lái được nhé, tại vì nó nhỏ gọn, rất dễ điều khiển luôn. Đây em đang quay cho các bác cái mẫu máy cày ở quê em. Thì như mấy tập vừa rồi em quay máy băm cỡ lớn cho mọi người thấy rồi đấy. Thì máy đấy chỉ đi được những cái tấm ruộng nó to thôi mọi người. Chứ còn những cái tấm ruộng bé thì đi nó khó khăn, nó quay đầu nó khó, nó mất thời gian. Lưỡi cày này là rất là sắc nha mọi người. Đây là thằng em ở gần nhà mình, hôm nay mình muốn quay cho mọi người thấy là cái máy cày này nó thông dụng. Không chỉ ở đây và tất cả mọi miền Tổ quốc luôn mọi người. Nói chung là ở quê là đều phải có cái máy cày này, nhất là vùng nông thôn. Cái máy cày này nó có đặc điểm lớn nhất là nó ăn ít dầu nha mọi người. Đấy.
cây này thì mình có thể, cái lưỡi cày này mình có thể điều khiển được nông sâu nhé mọi người. Đấy là do sở thích của chủ thôi, cho ăn sâu hay ăn nông. Đấy mọi người đi nhìn lưỡi cày đi rất thông dụng luôn, rất đơn giản, rất gọn nhẹ. Ở quê em thì mùa này là cũng bây giờ mới đang bắt đầu cày bừa thôi, chắc cũng phải tầm qua 20 tháng 2 đi, tháng riêng tháng 2 đi thì mới cấy nha mọi người. Thì thôi em cũng chỉ giới thiệu video với các bác đến đây thôi, thì nếu mà sang video sau thì em sẽ giới thiệu với các bác những cái nó hay hơn và hấp dẫn hơn. Nếu mà mọi người thấy hay ấy, thì đăng ký và like và ủng hộ em nhé mọi người.